Còn tại thành phố Cần Thơ, trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, dẫn đầu là Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đến thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại ba trường hạ: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam huyện Phong Điền, Chùa Liễu Thành huyện Vĩnh Thạnh, Chùa Phước Long quận Cái Răng. Tại các điểm thăm, đoàn đã được lắng nghe báo cáo sinh hoạt, tu học và dành những lời đạo từ nhắc nhở chư tăng ni nỗ lực trau dồi giới đức, gìn giữ truyền thống tốt đẹp nghìn đời của Phật giáo.